Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, cho con được đặt hai câu hỏi. Câu thứ nhất là về vấn đề như Thầy cũng mới vừa nói là sự khác nhau giữa suy tưởng và quán tưởng. Thì trong đời sống hàng ngày có thể mình sẽ suy tưởng có những hoàn cảnh. Con nói ví dụ về cái sân hận. Thì khi suy tưởng mình sẽ nghĩ là bây giờ làm sao thế mà mình sửa chữa cái tánh hay nổi nóng của mình. Nhưng khi quán tưởng thì mình có thể đào sâu vô làm sao để mà mình chuyển hóa được tất cả những cái chủng tử của sân hận, nhận diện và chuyển hóa được chúng hoàn toàn. Thành ra là con vẫn có cái thắc mắc khác nhau như vậy. Như vậy về thực hành chúng khác nhau như thế nào? Về hiệu quả thì sẽ như thế nào? A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi thứ nhất. Trả lời luôn nhé. Dạ. Đối với cần sân, hay đối với tham, hay đối với bất kỳ một trạng thái nào của tâm là pháp đó, thì Phật dạy quán thân trình thần, chứ không phải quán thân trình thọ. Quán tâm đến tâm, chứ không phải quán tâm đến thần. Quán thọ đến thọ, không phải quán thọ đến pháp. Quán pháp đến pháp, không phải quán pháp đến tâm. Tức là cơn sân, thế nào là quán thân đến thân? Tức là đừng có nhìn cái thân rồi suy tưởng một loạt những thứ của cái thân. Chỉ thấy đơn thuần là thấy, và cái thấy không có phân biệt suy diễn. Quán tưởng hay suy diễn gì, nó cũng đều dùng cái tưởng hết. Còn khả năng thấy của mình không có chia hai thứ ra thành nhị nguyên. Tức là khi một cơn sân xuất hiện, thì việc của mình là nếu kẻ đó không tu, người đó sẽ chạy trốn cơn sân. Nếu người đó người tu, nếu mà chưa tu đúng, người đó sẽ dập tắt cơn sân. Chạy trốn cơn sân bằng cách đánh người ta, làm người ta khổ hơn mình, thấy họ tội nghiệp, mình hết sân. Nhưng mà sau này về lại hối hận tội lỗi mình hại người. Còn người tu đang thực hành thì nói là cơn sân này xấu. Tôi có một sự đồng hóa là người tu không được sân. Nên tại sao mình hận mình, ghét mình và làm mọi cách niệm Phật hoặc là quán tưởng từ bi hoặc là tìm một phương pháp nào đó chạy đến một cái nơi khác ABCD để chạy trốn cơn sân. Điều đó có gì sai? Không có sai. Nhưng như vậy vẫn là phép thay thế. Thiền tứ niệm xứ, quán tâm đang tâm. Lúc này tâm sân, Đức Phật nói, biết tâm đang sân. Tức là sao? Đừng có tạo ra một cái tâm vô sân bằng suy tưởng. Cơn sân là một cái fact, là một cái thực tại đang biểu hiện ở trong tâm. Và mình không tác động được lên những thứ thực tại, làm sao có thể tác động lên những thứ không thực tại do tâm tưởng ra? Vậy tác động là sao? Hãy ý thức được cơn sân đang có mặt. Ý thức nó giống như là mặt trời rọi xuống cái nụ hoa sáng sớm, chứ không có ôm ấp hay xoa dịu tất cả những cái từ đó để cho nó làm cho mình có cảm giác dễ hiểu thôi. Còn đơn thuần nhìn thẳng trực tiếp vào cơn sân, không có cái tôi nhìn, chỉ đơn thuần là ý thức nó đang hiện hữu ở đó. Vì cơn sân bản chất nó không có thật. Nếu tham sân mà có thật, không ai tu thành Phật hết. Những thứ không có thật thì mình không cần chiến đấu. Chiến đấu với một cái bóng, mình nói mình là kẻ chiến thắng thì mình là kẻ thất bại. Vì có bóng có thật đâu mà là chiến thắng. Vậy cơn sân nó không có thật. Việc của mình là mình thấy để mình hiểu nó đến và đi, tức là vô thường. Cơn sân không xấu. Mình nói cơn sân xấu là do mình có cái tôi là kẻ tu hành đồng hóa mình thành một nhân cách, và mình muốn loại trừ nó đi. Mình tạo ra một cái thứ vô sân được gọi là tốt. Bởi vì sân xấu thì cái thứ gì đó không xấu được gọi là tốt thì nó là vô sân. Và mình muốn cơn sân này đi đi bằng cách loại trừ để đạt được cái thứ mình tưởng tượng là vô sân. Vậy làm như vậy tâm mình mâu thuẫn, tâm mình kháng cự, tâm mình tạo ra một cơn sân thứ hai. Chiến đấu với quỷ dữ, mình phải biến thành một con quỷ dữ. Như vậy, khi sân nổi lên, thấy cơn sân đang có mặt.
Và để thấy được cơn sân đang có mặt mà không chạy trốn hay loại trừ, buộc người đó phải quán thân trên thân rất là nhuần nhuyễn. Tức là người đó có một cái định lực ở trong tâm. Đức Phật dạy bài kinh này là cho người tu ấy, người xuất gia, các tỳ kheo ấy. Nếu mà người đời làm được là bởi vì họ cũng có khả năng tu tập định tĩnh rất tốt. Vậy hàng ngày mình phải thường xuyên giữ chánh niệm trên thân, trên cảm thọ. Tâm nó trồi lên những cái sankhara rất là mạnh ở trong lòng. Dù như cơn sân, khó lắm với những người mà hàng ngày mình sân, có hình ảnh gì họ xấu xa, khi nó trỗi lên, lòng mình không kịp định lại, thì lúc đó buộc phải tìm cách trở về hơi thở, một đối tượng nào đó để tâm dính vô và rời xa cái đối tượng làm mình sân, một khoảng cách nào đó, rồi mình mới hạ bớt cái nhiệt ở trong lòng và cầm cái bút lên, viết xuống những gì mình muốn nói, mình muốn làm, rồi 5-7 ngày hay 5-7 phút sau, hãy xem lại tác phẩm đó, nếu thích thì làm tiếp. Còn để nhìn thẳng vào cơn sân, người đó phải có bản lĩnh tu hành khá lắm. Còn cách gì để chăng nữa thì ai cũng có sân. Biểu gì để chăng nữa, giáo lý gì chăng nữa, lúc đó mình quên bật hết trơn. Lúc đó có một cách tuyệt chiêu, đó là đừng có nhìn lên cái đối tượng là mình sân, hãy nhìn lên cơn sân. Nhìn lên cơn sân không được. Phương pháp thứ hai, bỏ cái đối tượng làm mình sân, bỏ lên cơn sân, làm một phép thay thế, nghĩ tới cái người mình thương, nghĩ tới cái hơi thở, cái gì hằng ngày mình thường tác ý đề mục lên tu hành. Sau khi tâm nguội nhẹ dần, hãy trở về lại, nghĩ là mình đã đủ bản lĩnh và không gian đủ rộng để chứa cơn sân kia, trở về và quan sát nó. A Di Đà Phật. Yeah.